Có phải những người giàu thường sợ và nói với anh rằng, đừng kể cho họ biết, Robert? Phải, đừng kể cho mọi người nghe những gì bạn biết, cứ để cho họ nghèo. Lúc đó tôi đang học năm thứ ba về giải tích, tôi hỏi một giáo viên rằng, liệu tôi sẽ có sử dụng những thứ này trong tương lai hay không? Ông ấy nói, không. Người cha học tiến sĩ của tôi nói rằng, con nghĩ cha làm từ tiền à, ta không thể mua nó cho con. Và người cha giàu của tôi nói rằng, đó là lý do mà ông ấy nghèo. Tôi hỏi cha tôi, tại sao chúng ta lại không được học về tiền bạc ở trường? Ông ấy nhìn tôi và nói rằng, bởi vì chính phủ không để chúng ta dạy về môn học đó. Chính phủ cho ta biết những cái chúng ta có thể dạy và những cái chúng ta không thể dạy. Tôi nghĩ điều đó thật là kỳ lạ. Tôi hỏi rằng, không phải chúng ta đến trường để học về tiền bạc sao? Ông ấy nói, không, học xong thì phải tìm một công việc. Tôi nói, nhưng chúng ta có công việc là để kiếm tiền phải không? Ông ấy nói, không, con chỉ cần đi làm. Tôi nói, không phải mục đích của việc đi làm là để kiếm tiền sao? Ông ấy nói, con nói đúng. Vậy tại sao không để con đi học về vấn đề tiền bạc? Con có thể bỏ qua phần kiếm việc mà. Ông ấy cảm thấy bối rối và nói rằng, này, con hãy thử đi hỏi người cha của bạn thân con về chuyện tiền bạc. Tôi hỏi, tại sao? Bạn thân của tôi là Mike, tại sao con lại phải đi hỏi ông ấy? Bởi vì cha của Mike là một doanh nhân. Vậy cha thì sao? Ông ấy nói, cha là một nhân viên quèn của chính phủ mà thôi. Vậy sự khác biệt là gì? Ông ấy nói, sự khác biệt là một doanh nhân thì phải hiểu về chuyện tiền bạc, nếu không thì họ không phải là một doanh nhân nữa. Một nhân viên thì không biết gì về chuyện tiền bạc cả, bởi vì chính phủ hoặc công ty sẽ chăm sóc cho anh ấy. Vì vậy, tôi cảm thấy rất bối rối, nhưng tôi đã nghe theo lời khuyên của cha tôi và tôi đã chạy qua văn phòng của cha Mike. Tôi gõ cửa và nói rằng, xin chào, con đến đây để học về tiền bạc, hãy dạy cho con. Và ông ấy nói, hãy đánh bại nó đi nhóc. Và đó là nơi câu chuyện của cuốn sách Cha giàu cha nghèo bắt đầu. Cuối cùng nhờ sự kiên trì, người cha giàu đã bắt đầu dạy cho tôi về tiền bạc với một điều kiện. Điều kiện đó là ông ấy không bao giờ trả tiền cho tôi. Ông ấy nói lúc ta trả tiền cho con sẽ suy nghĩ giống như một nhân viên. Và đó chính là cái bẫy, doanh nhân thì làm việc không vì lương. Lúc đó tôi chỉ mới 9 tuổi, đầu của tôi như bị nứt làm đôi. Ông ấy nói, hãy nói không với tiền lương, con phải hiểu điều đó đi nhóc. Ok, con hiểu. Ông ấy nói, làm thế nào ta kiếm được tiền ư? Đó là những gì một doanh nhân cần tìm ra. Tôi hỏi, vậy làm thế nào để con học về tiền? Ông ấy chỉ lấy ra một bàn cờ tỷ phú. Tôi đã làm việc không lương cho ông ấy có nhà hàng, khách sạn, và tôi phải lau dọn và làm những công việc tầm thường khác. Và khi tôi lớn lên, tôi làm công việc văn phòng, marketing, kế toán, nhưng tôi luôn làm việc không lương cho ông ấy. Và ông ấy sẽ dạy cho tôi về tiền bạc, nhưng ông dạy tôi chỉ là chơi cờ tỷ phú. Tôi chán nản và nói, đến khi nào thì cha mới dạy cho con về tiền bạc? Ông nói, vậy con nghĩ chúng ta đang làm cái gì đây? Tôi nói, chúng ta đang chơi cờ tỷ phú. Ông nói, không, con nghĩ chúng ta đang làm cái gì đây? Chúng ta đang chơi cờ tỷ phú. Con nghĩ chúng ta đang làm cái gì đây? Con không biết. Ta đang dạy con về tiền bạc đấy. Đây là những công thức cho một sự thành công to lớn. Có hàng ngàn cách kiếm tiền, nhưng một trong những cách tuyệt vời nhất đó chính là chơi cờ tỷ phú. 4 căn nhà màu xanh đổi thành một khách sạn màu đỏ. Ông ấy nói một trong những cách tốt nhất để có được sự giàu có vĩ đại đó là chơi cờ tỷ phú trong đời thứ 4 nhà xanh, một khách sạn đỏ. Vậy tất cả chỉ có thế thôi ư? Phải, chỉ có thế thôi. Ông ấy nói, con nghĩ ta đang làm gì đây? Con không biết. Ông dẫn tôi ra ngoài cho tôi thấy những ngôi nhà màu xanh của ông ấy. Và 10 năm sau khi tôi 19 tuổi, lúc đó tôi đang đi học trong trường ở New York và tôi trở về Hawaii thì người cha giàu của tôi đã mua mảnh đất lớn nhất ở ngay giữa bãi biển Waikiki. Khi bạn đến bờ biển Waikiki, bạn sẽ thấy khách sạn Hyatt Regency, đó chính là khách sạn của ông ấy. Giống chơi cờ tỷ phú, phải, giống chơi cờ tỷ phú, bất động sản có được và chúng trở thành bất động sản lớn hơn. Ông ấy giữ một tập hợp, giá đất không mắc lắm vào thời điểm đó, vì vậy ông ấy đã mua tất cả những căn nhà nhỏ. Bởi vì Waikiki chỉ là một thị trấn nhỏ, vì vậy ông ấy phải mua tất cả những cửa hàng này và cửa hàng kia. Nó tốn một khoảng thời gian dài, nhưng cuối cùng ông ấy đã tập hợp được miếng đất to lớn. Và sau đó ông ấy đã xây dựng lên khách sạn khổng lồ này. Nó được bán với giá 800 triệu đô la.
Anh biết đấy, tôi cũng từng gặp xui xẻo, tôi cũng từng gặp những lần đổ nợ, tôi bị nhiều người đâm sau lưng tôi, nhưng những điều đó cũng tốt thôi, bởi vì tôi trưởng thành từ đó. Mọi người thường sợ mắc sai lầm, giống như giáo viên dạy trong trường. Bởi vì tinh thần đó là cái này thì tốt và cái kia thì xấu, cái này thì đúng và cái kia thì sai. Hầu hết mọi người chỉ muốn đúng, họ chỉ muốn trở nên tích cực, nhưng bạn không thể có được nó đâu, nó không thực tế đâu. Nhà tôi thì cũng không hẳn là nghèo. Nhưng tôi xuất thân từ một gia đình với một tư duy nghèo, bạn hiểu ý tôi không? Bởi vì giàu, nghèo hay trung lưu thì sẽ bắt đầu với một tư duy cơ bản. Vì vậy mọi người bây giờ đang ngồi ở nhà phải vật lộn với vấn đề tài chính, hoặc phải lo lắng về tiền bạc, hoặc là không hạnh phúc. Họ có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng không hạnh phúc với công việc họ làm. Bởi vì nếu bạn học từ tư duy đó, tư duy bạn được học là kiếm một công việc, cố gắng làm, nếu không bạn sẽ không bao giờ giàu lên được, hay người giàu là những người ác độc, đủ thứ hết. Bởi vì hệ thống giáo dục sẽ không bao giờ dạy bạn về tiền bạc. Hệ thống giáo dục được thiết kế để dạy bạn trở thành một nhân viên, trở thành một bác sĩ hay một luật sư, một chuyên gia nào đó. Nhưng sẽ không bao giờ dạy về tiền bạc. Và cái hầu hết mọi người thiếu là kiến thức kinh doanh thực tế. Như là kế toán, nợ, thuế. Bạn phải hiểu về những thứ đó, nhưng họ không dạy những điều đó ở trường. Vì vậy khi mọi người hỏi tôi làm thế nào người cha giàu của tôi học được những điều này, trong khi người cha nghèo thì không. Câu trả lời rất đơn giản, người cha giàu của tôi cũng là bạn thân của cha ruột tôi, cha của ông ấy mất khi ông ấy mới 13 tuổi. Vì vậy người cha giàu đã phải điều hành doanh nghiệp gia đình khi ông ấy ở tuổi 13, vì vậy ông phải bỏ học trong trường, đó là điều may mắn của ông ấy. Đôi khi sự may mắn nhìn không giống như may mắn lắm, nhưng nó đã trở thành điều may mắn. Sau đó những giáo viên dạy ông ấy đã trở thành kế toán viên của ông ấy, nhân viên ngân hàng của ông ấy, đại diện bất động sản của ông ấy. Vì vậy ông ấy có những người tôi gọi là những giáo viên thực sự, không phải là những giáo viên giả tạo trong trường học. Bạn biết đấy, hầu hết giáo viên trong trường họ dạy các môn học, nhưng bản thân họ lại không thực hành điều họ dạy. Khi tôi đang học lớp 3 về giải tích, tôi đã hỏi một giáo viên rằng, liệu con có dùng những thứ này trong tương lai không? Ông ấy nói, không. Vậy tại sao thầy lại dạy nó? Bởi vì tôi được trả tiền. Thầy có dùng những thứ này không? Ông ấy nói, không. Và đó chính là lý do, trong cuộc đời, một trong những thứ tôi khuyên mọi người là nên tìm một giáo viên thực sự, chứ không phải một giáo viên giả tạo. Một giáo viên giả không làm những thứ mà họ dạy. Còn giáo viên thực sự thì đang làm cái mà họ dạy mỗi ngày. Vì vậy kế toán viên của tôi, luật sư của tôi, họ đang làm những điều họ dạy cho tôi từng ngày. Đó là cách mà tôi học. Tôi đang giải quyết những vấn đề trong doanh nghiệp của tôi. Vì vậy tôi có những kế toán viên và luật sư riêng, nhân viên ngân hàng, vì tôi đang giải quyết vấn đề cùng với họ. Ông nói tất cả những kiến thức này ra bên ngoài. Những người giàu có sợ và nói rằng đừng kể cho người khác biết hay không. Phải, đừng kể cho mọi người nghe những gì anh biết, cứ để cho họ nghèo. Nhưng không may, người nghèo sẽ luôn ở xung quanh chúng ta. Bởi vì nó bắt đầu từ đây. Phải, nó chính là tâm lý sợ hãi. Nó nằm trong lời nói của họ và lời nói trở thành hiện thực. Khi họ nói, tôi không đủ khả năng, hoặc tôi không thể làm được, họ sẽ xuống tinh thần, họ sẽ trở thành cái mà họ nói. Người cha học tiến sĩ của tôi nói rằng, con nghĩ ta làm từ tiền à, ta không đủ khả năng để mua nó. Và người cha giàu của tôi thì nói, đó chính là lý do mà ông ấy nghèo. Người nghèo nói, tôi không đủ khả năng, tôi không làm được, tôi không có thời gian. Bởi vì đó là một lối thoát. Rất dễ để nói rằng, tôi không đủ khả năng. Vậy người cha giàu thì thường nói cái gì, thay vì tôi không đủ khả năng? Cách nào để tôi có thể mua được nó? Cách nào để tôi làm nó? Tôi sẽ đánh đổi điều gì? Hoặc tại sao tôi nên làm nó? Một câu hỏi sẽ mở tâm trí của con ra, còn một câu nói sẽ đóng tâm trí của con lại. Khi bạn nói, tôi không đủ khả năng, tâm trí của bạn sẽ đóng lại, bạn trở thành những gì mà bạn nói.